ngày 15 tháng 1 năm 2018 về việc thành lập cái tổ công tác của chính phủ để thành lập cái ủy ban quản lý vốn do phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm tổ trưởng và có nhóm giúp việc gồm có văn phòng chính phủ, bộ nội vụ và các cơ quan liên quan. Thế thì hôm nay tại cuộc họp chính phủ thì bộ nội vụ đã có báo cáo chính phủ những nghị quyết để thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước và các cái các thành viên chính phủ đã đồng ý thông qua nghị quyết này và dự kiến thì chính phủ sẽ có sẽ thông qua nghị quyết về chức năng và nhiệm vụ của ủy ban quản lý vốn nhà nước trong quý 2 năm 2018. Thì đấy là cái thành lập vốn như vậy. Còn cái mô hình của cái ủy ban này thì đây là mô hình ủy ban quản lý vốn nhà nước, nó khác với cái mô hình của SCIC. SCIC chỉ là một cái mô hình về quản lý và kinh doanh các vốn các cái quản lý vốn nhà nước, còn đây là quản lý cái ủy ban này là ủy ban quản lý tổng thể luôn tất cả các cái tài sản như các đối với quý vị biết đấy, tổng cái tài sản mà ủy ban này sẽ quản lý là khoảng 5 triệu tỷ đồng, rất lớn. Cho nên là các nó là một cái định chế mà nó bao trùm và sẽ có những các cái văn bản quy phạm pháp luật